Bạn hồi nãy bạn có nói là bạn nấu ăn rất là dở, nhưng mà còn một cái ưu điểm của bạn là bạn ăn rất là giỏi. Trời ơi, có bà Ăn bạn rất đã là giỏi luôn. Thì lâu lâu thì lúc đó là bạn hiền lắm kìa, dễ thương lắm, kiểu y chang một con cún con vậy, có đồ ăn vô là dỗ được bạn liền luôn á. Đúng là bạn của biết ta. điểm yếu mà thấy chưa, bạn thân tiết lộ có gì cứ dẫn đi ăn là xong. Dạ cảm ơn em, không lẽ giờ không cho qua chứ, sao vậy? Để không có việc gì phải thám thính hết trơn, người ta là tuyệt vời rồi đúng không mọi người? Nhà trai qua nha, mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai, mời nhà gái ngồi đi cưng. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và chào tất cả mọi người đang có mặt trường quay. Em tên là Nguyễn Hoàng Đạt, năm nay em 26 tuổi, em đến từ Nha Trang, Khánh Hòa. Hiện tại em đang làm nhân viên ngân hàng ạ. Bây giờ tới nhà gái. Em tên là Nguyễn Thị Hồng Nhung, năm nay em 22 tuổi. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại Long An. Long An ở đâu cưng? Dạ Long An ở Đức Hòa, cũng giáp ranh thôi, cũng gần. Dạ công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng chuyên về mảng kinh doanh. Thật ra thì từ đi tỉnh lộ 10 lên thành phố Hồ Chí Minh không có xa gì mấy ha. Dạ, gần lắm. Xa dạ, đúng rồi. Đi chút xíu tới thôi. Điểm mạnh điểm yếu của nhà trai thế nào, nói cho nhà gái biết đi. Điểm mạnh của em thì em hay hát. Điểm yếu của em là hát không hay. Và tính cách thì em vui vẻ hòa đồng, với lại em tạo câu chuyện trong cái những cái cuộc nói chuyện được. Em thì em hay chơi thể thao, em biết nấu ăn. Cũng có nhiều người nhận xét là em nấu ăn ngon, nhưng mà đó là người nếm thôi, còn em tự nếm thì em cảm thấy nó bình thường. Khiêm tốn. Mời nhà gái. Nhà gái bên đây khi mà nghe nói tới nhà trai ở bên kia biết nấu ăn và nấu ăn ngon thì nhà gái vỗ tay dữ lắm nha. Coi bộ chắc là thích có một người yêu mà biết nấu ăn đúng không? Dạ đúng rồi chị, tại vì điểm yếu của em là nấu ăn không ngon. Nhưng mà em biết nấu, em cũng có thể nấu được, nhưng mà em nấu không có ngon. Với lại bạn em cũng có cùng sở thích với em là chơi thể thao á. Anh ơi, không biết là anh có chơi cầu lông không? Anh cũng có chơi cầu lông luôn em. À dạ vì tốt quá. Ngoài cầu lông ra em còn có muốn chơi môn nào nữa không thì anh dạy em luôn. Trời ơi. Dạ điểm yếu của em chắc là em dễ cọc quá chị. Cái này là nên sửa. Lan đó chị cũng hay cọc lắm á. Giờ bớt rồi, giờ bỏ bớt rồi. Không, em cũng khó tính với hơi kỹ tính đó chị. Những cái món đồ mà em đặt đúng vị trí đó, em về bị người khác xê dịch đi, em nhìn em rất là khó chịu. Cái này là cũng hơi khó nè nha. Dạ không, em thấy cái đó bạn nữ giống em cũng là người khá là kỹ tính và em khá là cầu toàn. Đã không dọn thì thôi chứ đã dọn là phải dọn cho kỹ. Thấy chưa, thấy đàn ông bên tôi chưa? Cái này thì giống em. Điểm mạnh của mình là gì? À, dạ điểm mạnh của em chắc là em lễ phép. Em chưa bao giờ gặp người lớn nào mà không thích em hết. Với lại em cũng siêng năng á chị, kiểu em cũng chịu khó làm việc. Dạ vậy thôi, còn gì nữa không? Dạ chứ điểm mạnh của mình nói nhiều quá người ta nói mình ba phải. Ờ đúng rồi. Hay á, cái điểm này hay à. Nhà trai có mấy mối tình rồi? Em thì có khoảng 4 mối tình, em là một người rất là nhiều trong tình trường anh ạ. Trời đất ơi, 95 mà 4 mối tình luôn hả? Dạ đúng rồi, mối ít nhất là khoảng 6 tháng, còn mối dài nhất thì em tính là khoảng 3 năm. Dạ 3 năm thì mối tình đó là ở hồi đại học của em, đi cùng chung một cái đội công tác xã hội. Thì mình vô tình gặp xong rồi quen biết nhau rồi ngỏ ý với nhau thôi. Nhưng mà 4 mối gì có đau khổ không? Dạ mối nào cũng đau khổ hết anh. Mối nào cũng đau khổ hả? Dạ vâng. Trời ơi, thấy thương không, thấy chưa? Trải nghiệm chi khổ dư trời. Người ta trải nghiệm ít ít thôi, người ta đỡ khổ. Nhưng mà để cho hoàn hảo sau này chị ơi. Thà chịu khổ còn hơn chịu lỗ. Vậy là giờ là đầy đủ kinh nghiệm để yêu đương rồi đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Ngon lành, 4 mối rồi. Giờ mối thứ năm là mối cuối luôn á. Rồi bây giờ nghe cái tình trường ở bên đây nè. Tính ra em cũng 2 mối tình thôi. Mối tình đầu tiên là thời đi học không có gì hết, chị trong sáng. Mối tình thứ hai là tầm 2 năm trước. Em có quen một bạn nhỏ hơn em 1 tuổi, nhưng mà do là em tuổi dần cho nên gia đình bạn đó không có ủng hộ. Thì tụi em cũng cố gắng nhưng mà không tìm được tiếng nói chung của hai gia đình đó, cho nên là chia tay. Em nghe anh nói những cái sở thích với lại những cái tính cách của anh thì em thấy là nó khá phù hợp với cái mẫu người lý tưởng của em. Nhưng mà nếu cao hơn em một chút xíu thì càng tốt. Cao hơn em một chút càng tốt phải không? Đen trắng gì cũng được đúng không? À, dạ được. Rồi để chị qua chị thám thính cho. Bên đây cao là được á. Được không chị? Chào em. Chào anh, chào chị. Được không? Xém chút là không được rồi. À, không chị, tại em ăn guốc á. Để có gì nếu mà thấp hơn em tháo guốc cũng được, không sao. Ừ à, đó.
người ta chịu, người ta không mang guốc luôn á. Được chưa? Bên đây được nha. Nhanh nhanh nha, năng động nè, ga lăng nè, trải nghiệm rồi có kinh nghiệm luôn nè. Cũng trắng trẻo chứ không trời, có cũng ngon chứ bộ. Không có ngâm ngâm. Đều không được cao như bên ý kia, cao hơn nhiều thôi. Nhưng mà quan trọng cao không là do cái đầu thôi. Hay. Quá hay. Mai nói con này hay à. Rồi sao bên kia người ta vậy, người ta yêu cầu vậy đó, mình có đáp ứng được không? Dạ em đáp ứng được chứ. Đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm? Em nghĩ là 80-90% ạ. Vậy là nhiều lắm á. Dạ đúng rồi. Đầu tiên phải tự tin vào bản thân mình trước chứ. Hay luôn. Hay, không phải tự tin. Mà nãy nhà gái nói á, là những gì nhà trai nói á, hình như hợp với em hết trơn á. Nhà gái tuyên bố trước mà. Mà nhà trai cũng thấy vậy luôn. Dạ, giờ mẫu hình bạn gái của mình là như thế nào nè? Thật sự ra em chỉ có hai điều thôi. Một điều là bạn nữ đó phải biết tự chăm sóc chính bản thân của mình trước. Tại vì khi chăm sóc bản thân bạn đó tốt nhất thì bạn đó mới chăm sóc những người xung quanh tốt hơn. Cái thứ hai là em muốn một người kiểu như rất là lễ phép. À, nói em nghe, có mấy ông cũng nói vậy đó. Dạ. Bạn gái phải chăm sóc bản thân bạn ấy là chính. Dạ. Bạn về suốt ngày cứ tô son trét phấn, quần áo đi chơi suốt. Dạ, em thoải mái vấn đề đó lắm. Tại vì em nghĩ là phụ nữ đẹp nhất trong mắt đàn ông là khi có một người đàn ông công nhận người ta đẹp. Nếu có nhiều người đàn ông công nhận họ đẹp thì họ đẹp thật sự mà. Dạ, họ có quyền làm đẹp. Dạ, nên họ có quyền làm đẹp thôi. Được, câu này cũng hay. Vậy thoải mái, những người đẹp cứ làm đẹp. Chuyện cuộc sống để đàn ông lo. Anh Linh qua thám thính cho em thôi. Để anh. Để ra anh. Để anh. Không lẽ giờ không cho qua chứ. Sao vậy? Không có việc gì phải thám thính hết trơn, người ta là tuyệt vời rồi. Đúng không mọi người? Nhà trai qua nha. Ngó gì thì ngó đi. Dạ, chào chú. Xin chào, chào cháu. Cười tươi. Không rung quá chú ơi. Gì đâu rung, bình thường đi con. Cuộc sống hiện đại là không ai sợ ai chứ á. Dạ. À, quan trọng là mình sống thật với nhau, mình chân tình với nhau được rồi. Được. Con có đứng lên coi con có thể cao hơn nhà trai không? Dạ, tại con mang đôi guốc tốt rồi chú. Bên đây sẵn sàng bỏ guốc. Rồi, được rồi. Nhí nhảnh, dễ thương, nhỏ nhẹ ha. Có rung động chưa? Hả? Có rung động chưa? Ta rung chi? Tự nhiên đi hỏi mà. Tự nhiên đi hỏi ông Mai của người ta có rung không? Có hỏi tao rung là mệt đó nha. Trời đất ơi. Rung giùm. Rung giùm à? Dạ. Được, nói chung là dễ thương. Dạ. À, được á, bây giờ mình lắng nghe ý kiến người thân nữa là xong thôi. Em gái đi với ai cưng? À, dạ, em đi với bạn thân của em. Đấy, bạn thân sao là thân bạn vậy đó. Dạ. Con thấy đàn trai thì rất ok luôn. Thấy tính cách của hai người cũng có những điểm rất là tương đồng với nhau. Bạn hồi nãy bạn có nói là bạn nấu ăn rất là dở. Nhưng mà còn một cái ưu điểm của bạn là bạn ăn rất là giỏi. Trời ơi, con bà bạn đã giỏi luôn. Thì lâu thì anh có thể chở bạn đi vòng vòng á. Trời ơi, nói chứ tham khảo thêm một vài món ăn ngon ở thành phố, dẫn bạn đi là rất ok. Bạn kiểu như là lúc đó là bạn hiền lắm kìa, dễ thương lắm, kiểu y chang một con cún con vậy, có đồ ăn vô là dỗ được bạn liền luôn á. Đúng là bạn của biết ta. Điểm yếu thấy chưa, bạn thân tiết lộ, có gì cứ dẫn đi ăn là xong. Dạ, cảm ơn em. Cảm bạn ơn dễ bạn thương thân. Nha. Nào thì nhà ta đi với ai? Dạ hôm nay em đi với lại một chị đồng nghiệp là sư tỷ của em ạ. Sư tỷ. Dạ. Chào sư tỷ. À, em thì vừa là sư tỷ thì vừa là đồng nghiệp của Đạt. À, chàng trai đó ấm áp lắm. Và chị nhìn bạn này chị cũng thích lắm nha Đạt. À, cái cảm giác khi bạn bước ra, chị cảm giác lên một người phụ nữ rất là nền nã và dễ thương. À, nhẹ nhàng lắm. Cảm ơn sư tỷ. Cảm ơn chị. Hai cái người này gặp nhau là vui như Tết vậy đó. Ai cũng có một cái tính năng động riêng của họ ha. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Trai gái đều hiện đại hết, thông minh nhanh nhạy hết. Bắt đầu đi Đạt. Dạ. Dạ em cũng có món quà em tặng là anh. Cái này là một cái con thú nhồi bông hình Superman. Thì kiểu như em cũng mong muốn anh sẽ biến thân thành một cái siêu anh hùng để bảo vệ em. Ok anh. Ý là của nó mình men, phải men đó nha. Anh có suy nghĩ tới việc lập gia đình chưa? Khoảng tầm năm sau hoặc có thể thêm một năm nữa là hai năm nữa. Nếu mà bạn gái của anh cần thêm tầm 3 năm nữa thì anh nghĩ sao?
đối với anh, việc mà quen nhau dài ngắn hay việc kết hôn dài ngắn, thời gian chờ đợi không quan trọng. Quan trọng là miễn khi mà mình, lúc mà mình quen nhau, thời gian đó mình hạnh phúc là được. Em cũng ủng hộ ý kiến của anh, tại vì em nghĩ là mình cũng còn trẻ, còn cần nhiều thời gian để gây dựng sự nghiệp này nọ. Khi mà mình có sự nghiệp ổn định, khi mà mình đến với nhau thì nó sẽ hạnh phúc hơn. Cho anh hỏi một xíu, em thích núi hay thích biển? À, em thích biển. Ừ, vậy là em thích Nha Trang rồi đó, hai chúng mình có điểm chung rồi đó. em cũng từng đi Nha Trang một lần. Vậy năm nay nếu như mà dịch cũng đỡ thì mình có thể đi du lịch, nhưng mà anh muốn là mình sẽ đi cùng với nhau. Nếu có cơ hội. Cơ hội là do chính mình tạo ra mà em. Dạ. Vậy để anh tạo rồi anh rủ em thêm nhé. Trời đất ơi. Em rất là sẵn lòng. Rồi bây giờ hai bên tiến lại coi nào ha. Đạt đi tới nắm tay bạn gái coi. Giờ nắm hai tay nhìn thẳng coi. Đó, có đo cái chiều cao thấy ổn không? Đúa cao chi mà cứ dấp hoài phải chưa? Bút chi vậy? Không biết nữa hả? Em run chị ơi. Đấy, để anh giữ cho đỡ run. Cái gì đâu. À, hồi nãy anh nói là anh hay hát nhưng mà anh hát không có hay. Dạ. Thì thôi để anh tặng em một bài hát, tại vì anh nói là ngày hôm nay chị hát cho mỗi mình em nghe trước và không hát cho ai hết cả. Thì ok, để anh hát nha. Em muốn ăn cả thế giới đúng không? Thì để anh hát cho em này. Bó em vào ba lô, đưa em ra khỏi thủ đô, mình cùng rời thành phố, tránh những làn khói ô tô, xây một căn nhà gỗ ở tít xa tận ngoại ô, vứt hết những bao tô giữa chốn Sài Gòn đông đúc xô bồ, gạt bó buồn phiền đằng sau, rồi mình sống như là đèn vâu, về mình nuôi thêm cá, mệt quá thì trồng thêm rau, anh chẳng ngại điều gì đâu, nước mắt cứ tự mình lau, tình cảm dù trước dù sau chỉ cần được có nhau, chỉ cần được có nhau. Em cảm ơn anh. Vậy thường quá, vẫn nắm tay đó. Sao thì em vẫn nắm hả? Vẫn nắm tay đó, đừng có. Nào, về tới cô gái anh đi. Anh ơi, cho em hỏi thêm câu nữa, anh có thích đi du lịch vòng quanh thế giới không? Hiện tại là anh chưa xuất ngoại, bây giờ nghĩa là anh chưa đi nước ngoài. Tại vì ước mong của anh là anh muốn đi hết 54 tỉnh thành ở Việt Nam để rồi anh mới đi ra nước ngoài sao? Còn em sắp được đi rồi, tại vì em sắp được đi vòng quanh anh. Tại vì em sắp được đi vòng quanh anh. Wow. Anh là cả thế giới đó hả? Hai đứa nó thông minh lắm, dễ thương, tôi đánh giá không sai. Được nó rồi. Ghê lắm. Ok, về vị trí đi nào. Giờ mình hai để bạn tay nút bấm đi. Em bấm luôn được mà. Trời ơi, gấp vậy. Thích là bấm. Em bấm rồi đó. Thích là bấm. Bên đây cũng bấm luôn rồi. Khỏi đếm. Thấy chưa? Thích là bấm. Mà bấm là khỏi đếm. Ý chí mạnh mẽ, bản lĩnh như thế, tự tin như thế, cuộc sống hiện đại cần những điều đó. Dạ. Đây là những món quà dành cho các bạn. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Tập đoàn bất động sản Hưng Lộc Phát tặng mỗi bạn một voucher mua nhà trị giá 10 triệu đồng. Hưng Lộc Phát kiến tạo giá trị cuộc sống. Đặc biệt, tập đoàn bất động sản Hưng Lộc Phát cũng dành tặng thêm voucher trị giá 100 triệu đồng nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Chúc các bạn sớm về chung một nhà và sở hữu một tổ ấm yêu thương cho mình. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép, hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hạnh phúc quá, dễ thương vô cùng tận luôn. Giá như những cặp đôi họ cứ như thế nha, không có một sự tranh cãi nào cả, một sự đáng yêu không hề nhẹ. Hôm nay Ngọc Lan cũng ước gì Ngọc Lan trẻ lại 10 tuổi bằng với cái lứa tuổi của các bạn ấy, để mà mình có thể được tận hưởng cái tình yêu của những người trẻ. Họ dành cho nhau những cái ngôn từ nè, những cái câu nói nó rất là dễ thương, rất là đáng yêu. À, sao phải tự ti như vậy? Mình phải tự tin lên chứ. Một cô gái còn khá trẻ chứ, đâu có già gì đâu, vẫn trẻ mà. Mình có quyền đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, đúng không? Sợ không có những cái lời nói mình nó ngôn tình như vậy. Không cần, mình có cách nói của mình, mình có những cái ngôn tình riêng của mình. Mỗi lứa tuổi đều có những cái ngôn tình riêng của họ. Cần gì mình phải theo lớp trẻ, đúng không? Vậy để mai mốt ngồi đây nha, ngồi ghế đỏ nha. Đúng rồi, tuổi nào ngôn tình tuổi đó, tuổi nào mình yêu theo tuổi đó, yêu hết mình, sống hết mình, như vậy là trọn vẹn thôi. Dạ. Và bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi tiếp theo. Thép Vina KOA,
tinh thần thép. Tối ngủ mình cũng buồn, mà cái nhà ta đùng lên ngủ cũng sợ ma. Em cũng sợ ma nữa. Sợ ma thì hai người ngủ chung khỏi sợ. Vì ta yêu nhau như cơn sóng vô, quần quanh bao năm không buồn mà. Rồi ok, ôm vô bắt đầu. Rồi. Vừa mất tiền luôn. Em có thể nấu được cái đám giỗ được 30-40 người được mà. Wow. Đúng vậy đó hả? Nếu mà có nóng tính lên thì em cũng như nhà bên ấy. Em cũng sẽ đi đâu đó cho mình hạ cái cơn giận của mình xuống. Mai mốt lấy nhau rồi còn có con nữa, hai người cùng nóng rồi cùng bỏ đi hết rồi ai giữ con? Thôi để anh đi em nhà giữ con. Thôi để anh đi em nhà giữ con. Mời nhà trai. Rồi, mời anh. Mời nhà gái. Dạ mời chị Ngọc. Rồi bây giờ xin mời nhà trai giới thiệu về mình. Em chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan. Em chào bạn gái bên kia. Em tên là Nguyễn Đình Phi. À. Sinh 79, em là làm nhân viên kinh doanh về Nha Trang. Nha Trang vào đây luôn hay sao? Dạ em mới bay hôm. Ủa vậy đó hả? Kinh doanh về gì? Em kinh doanh hóa chất. À rồi. Phi sinh năm 79, kinh doanh hóa chất đến từ Khánh Hòa. Dạ rồi, còn bạn nữ của mình bên đây thì như thế nào ạ? Dạ em tên là Nguyễn Thị Ngọc Yến, sinh năm 1984. Nguyễn Thị Ngọc Lan xin chào Nguyễn Thị Ngọc Yến. Hiện tại thì mình đang công tác ở đâu vậy chị? Dạ em đang công tác ở bệnh viện da, em đi dermatitis đó chị. Là ở Sài Gòn? Dạ ở Sài Gòn. Nhà trai này đi từ Khánh Hòa vào đây đó. Dạ. Thành ra lấy vợ về đó là em chắc là phải về làm dâu ngoài Khánh Hòa đúng không? Dạ em không có làm dâu. Không có làm dâu? Dạ em ở riêng. Ở riêng luôn, nhà riêng luôn. Dạ. Đó, thông báo cho nhà gái biết nha. Bây giờ là điểm mạnh điểm yếu gì mình khoe nhà gái cái coi. Em thì em cũng biết nấu ăn. Giám đốc biết nấu ăn luôn. Biết chứ, từ ra riêng có mình phải nấu ăn chứ không ai nấu ăn. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà dạ, trước giờ nấu một mình ăn thì nó khác nha. Còn bây giờ nấu tới hai mình ăn thì nó khác đó. Đúng rồi đó. Em dạ không thể... sao đâu, em chịu ăn lắm. À vậy hả? Em có thể nấu được cái đám giỗ được 30-40 người được mà. Wow. Đúng vậy đó hả? Dạ, tại vì có đi cái hơi. Quá dữ. À, em có đi học mà. Đi học nấu ăn luôn hả? Học nấu ăn. Ờ, giỏi vậy ta. Nhậu em không có nhậu, hút thuốc em cũng có hút. Rồi. Nhậu thì uống một lon hai lon gì tiếp khách thôi chứ còn thuốc thì em hút. Vậy khỏe, có khuyết điểm gì không? Tính thì cũng nóng nhưng nóng là tự động đi không đổi về thôi nhé. Về được, nóng bỏ đi được. Chị nóng lên là chỉ bỏ đi thôi hả anh? Hay là mình có làm gì nữa không? Thì bỏ đi qua công ty làm xong đổi về lại. Tức là mình nóng rồi chưa bao giờ mình động thủ đúng không? Không có đâu. Dạ thôi vậy được rồi. Yến, giờ là ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Dạ em có cái ưu điểm là em hát cũng được, cũng vui vẻ, hoạt bát, dễ gần. Có đôi lúc thì em sẽ hơi tưng tưng xíu. Cuộc sống giờ nó áp lực nhiều, tưng tưng nó cũng vui em. Tưng cỡ Lan không? Chứ Lan là Lan tưng là Lan thấy Lan vô đối rồi đó. Chắc em bằng phân nửa chị. À. Nói chứ cuộc sống mà mình phải có những lúc như vậy thì nó mới vui. Nếu mà có nóng tính lên thì em cũng như nhà bên ấy. Em cũng sẽ đi đâu đó cho mình hạ cái cơn giận của mình xuống. Mai mốt lấy nhau rồi còn có con nữa, hai người cùng nóng rồi cùng bỏ đi hết rồi ai giữ con? Thôi để anh đi em nhà giữ con. Thôi để anh đi em nhà giữ con. Đó vậy thì được, nó phải mở lời vậy mới được chứ. Chứ em đi anh cũng đi nữa, con chắc bó tay luôn á. Đúng rồi. Sáng hay mình thuê người vú đi Linh. Biết đâu mình thuê được bà vú. Thuê được chứ, để mình thuê người giữ. Nếu mà có vú thì càng tuyệt vời hơn chứ anh. Đúng rồi. Chứ ai cũng la làm hết mà. Chứ để xong rồi là vũ chăm là tốt hơn. Đúng rồi. À, nhà gái cho biết cái đường tình duyên của bên đó là sao? Em thì em trải qua 3 mối tình ạ. Nhưng mà cũng không đi tới đâu. Mình chỉ nhấn mạnh cái mối tình nào mà nó khắc cốt ghi tâm với mình, nó làm mình đau khổ nhất. Mối tình đau nhất của em thì em nghĩ là cái mối tình gần đây. Thì khi mà cái anh đó là ảnh làm bác sĩ, hai tụi em có cảm xúc, cảm giác với nhau. Nhưng mà anh đó thì có địa vị quá cho nên là em cảm thấy em không có phù hợp á, nên em tự động em rút lui. Còn nhà trai mình có mấy mối tình? Hồi nhỏ em có một mối tình rồi, xong sẵn rồi bố mẹ kêu là cưới luôn, xong cái đầu cái xong cái cuối cùng cái có cháu rồi, xong cháu cũng theo mẹ luôn. Em cưới nhau cũng được 12 năm á. Vậy con em đi đà chuẩn bị vô đại học. 12 năm mà chắc căng thẳng lắm mới đi chia tay nha. Cũng thương con cũng kéo dài chứ không, 4-5 năm ly thân á. Nhưng mà em cảm giác em có lỗi gì trong cái mối tình đó không? Trong cái cuộc hôn nhân đó không? Chắc người ta nghe lời mẹ, nghe lời chị bên nước ngoài xong cái là làm giấy tờ cái đi thử đi chơi rồi đi xong đi 6 tháng rồi bắt đầu đi về cái
Tại trong cái gì em thấy gì em nghe lời với gia đình của em cũng không mấy đâu. Chủ động chia tay là người đó chứ không phải là em đúng không? Đúng rồi. Để, coi như em muốn coi leo léo là kéo lại cho con mà lo được thôi để đi luôn. Câu chuyện bên kia nó buồn quá rồi, giờ mình đổi không khí đi. Đúng rồi. Em muốn mẫu hình lý tưởng nào em gái? Không có biết hút thuốc. Không hút thuốc. Dạ. Bên đây không có. Chào em gái. Trời, anh Huyền nên đẹp trai quá. Trời ơi, lâu lắm anh mới được người khen đó nha. Hồi nãy em cũng ra em thấy chị Ngọc Lan rồi, cứ là em định khen rồi nhưng mà chương trình dậm quá em quên. Quên. Dạ, chị Ngọc Lan dễ thương hơn trong hình nhiều luôn. Mới lần đầu tiên em khen anh đẹp trai đó, em thấy ai cũng nói anh hai lúa hết trơn á. Trời, anh đẹp trong lòng em. Cảm ơn em. À, ngoài hút thuốc đây được rồi đó, rồi còn gì nữa không? Dạ, phải biết nấu ăn. Thật ra là em bị thu hút bởi cái mỗi người đàn ông mà có thể đứng vô bếp á, nấu ăn trội em hình. Bên đây nấu cả cái đám giỗ luôn. Đám giỗ 12 mâm. Ừ. Dạ, em bị cái đó gọi là quyến rũ em ghê gớm. Vậy là đây dễ dụ luôn nè. Chỉ còn có đứng nấu ăn là được rồi. Dạ, còn đúng gì rồi. Nữa không? À, bạn trai phải biết quan tâm, chăm sóc. Nhiều khi là em cũng hay bận lắm, tại vì em làm tới 2-3 chớp lận, cho nên là có đôi lúc á hả, con gái hay yếu lòng, mặc dù là bên ngoài bạo lực vậy đó nhưng mà bên trong mềm yếu lắm. Là những lúc như vậy là em rất là cần một cái người có cái vòng tay. Đây, người này đây. Người con gái rất là bản lĩnh, rất xinh đẹp, rất năng động, coi như rất là cá tính nhưng mà đôi khi rất là yếu mềm, thường khóc đêm một mình, thường cảm giác mình cô đơn, trống trải. Chị em anh. Hả? Sao chị em ruột mà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Ngọc Lan. Đúng rồi. Đấy, một tức người giống vậy đó. Dạ. Thật ra cái người phụ nữ mà họ càng mạnh mẽ, tức là họ đang càng chứng tỏ họ không phải là người yếu đuối. Đúng rồi. Thế như gia đình em nói là sau này phải tìm một cái người cao hơn em, bởi vì em là được mệnh danh là chị già vừa lùn vừa xấu vừa vô duyên đó anh. Chị già vừa lùn vừa xấu vừa vô duyên đó anh. Cho nên là em phải vậy. Tìm một người là phải cao hơn em để mà em củng cố đời con em, phải hy sinh đời em. Em cao mét mấy? Dạ, mét rưỡi. Chị sao chứ em thấy chị có xấu đâu, chị dễ thương chứ. Để em đi qua em coi coi bên đó ứng tá sao. Ngon lành. Nấu được cái đám giỗ ngon lắm. Dạ, em chào anh. Dạ. Hả, được chưa? Được chị ơi, em thấy bên đây là ngon lành, phù hợp tiêu chí của chị đó. Theo như cái cuộc hôn nhân đầu của anh á, là anh hơi bị thiếu cái sự quan tâm bởi vì công việc của mình nhiều quá. Mà hiện tại thì em thấy chị bên kia cũng công việc cũng khá nhiều á. Bây giờ nếu như mà bắt đầu một cái mối quan hệ thì anh sẽ cải thiện cái vấn đề thời gian của mình nó như thế nào? Tại vì đó cũng là một trong những nguyên nhân phải để quan tâm để mà còn tới già nữa chứ, con cái chăm nữa chứ. Chứ giờ không quan tâm nữa chắc ở mình luôn rồi. Em hỏi về làm an tâm rồi đó. An tâm chưa? Dạ. Giám đốc tài giỏi lắm á. Giờ nãy giờ hơi lo. Đúng. Thôi đi về. Được chưa? Dạ về, được. Về với chị em, về với em. Dạ. Về với em chị. Được, 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 bên kia ngon. Ok. À, bây giờ thì em có mẫu hình lý tưởng nào không? Thích hiền hòa, quan tâm nhau là được rồi. Quan tâm nhau được rồi. Chăm sóc cho nhau được rồi. Em thích người ốm. Chết rồi chị, em mới lên ký mùa dịch luôn á. Không sao, mình xuống cân được. Em trai đi với ai? Bạn em. Em trai. Em thấy bạn gái tương lai của bạn em được không? Anh chị ấy rất vui vẻ. Em nghĩ là anh cũng nên cho chị, cho bản thân anh cơ hội đi. Để quen chị chứ. Anh cứ dạy hoài thì gặp em nhiều lúc cũng hai anh em cũng buồn lắm á. Gặp có hai người đàn ông hoài cũng chán hả? Đúng rồi. Nhà gái đi với ai nè? Dạ chị bạn em. Dạ em xin chào anh Linh và chào chị Ngọc Lan ạ. Em cũng có nhận xét là thấy anh trai bên này á, là ảnh cũng hiền, một người chững chạc mà có kinh nghiệm rồi. Đặc biệt cũng biết nấu ăn, bạn em cũng thích ăn. Nhà cũng mong là hai bạn có thể làm đến với nhau được. Dạ, rồi. Cảm ơn. Okay. Cảm ơn nhà trai nhà gái. Ok, bây giờ mở màn nha. Đúng rồi, mở màn đi chứ. Mình thấy hai bạn này là tiến phù hợp hành, nhau lắm. Mặt coi nói sao, mở rào. Anh đến chương trình cái quà anh tặng em. Dạ em cảm ơn. Em cũng có món quà nhỏ tặng anh. Em cũng có quà tặng cho chị luôn. Trời ơi, thấy thương vợ. Em gọi chị xinh đẹp ngon. Trời ơi, cảm ơn nha. Tay em làm hết á. Em gửi anh. Em cảm ơn em. Tự tay em làm nha. Trời ơi. Em cũng có quà cho anh luôn. Dễ thương lắm á. Cảm ơn nha. Vợ muốn chui. Trời ơi. Móc khó
Mở ra coi nó hợp không? Tự tay em làm á anh. Đẹp em. Tấm lòng của em trong đó đó. Tiêu đẹp á, giỏi. Ừ, đó. À, đầu tiên mình hát tặng nhau bài Lấy Cảm Tình đi, đồng chí giám đốc. Anh xin em hát bản là Thở Ban Đầu. Anh và mấy anh hát em nghe nha. Dạ. Tình yêu qua cánh bay xa, bay xa, xa. Thương em người gái quê, tình chẳng trong như những hạt sương. Trăm năm một chữ yêu, làm đảo điên bao cái dài khờ. Em yeah, ơi, yeah. Một chút thương, một chút yêu ta giữ cho bền lâu. Yeah, yeah. Không duyên phần với nhau, hàng kiếp sau ta sẽ chung tình. Chung tình mãi luôn. Nay em về trốn xa, đèn kết hoa văng lối người qua. Anh quay về nẻo xưa, tìm chút hương sưởi ấm linh hồn. Trong bữa đời hắn hiu, tình vẫn ru anh giấc ngủ say. Bên em giờ pháo bay, kiều lắc lưng vang em về dân. Về dân. Được, rồi. Cũng được đó, có duyên bộ, thấy tự tin lắm chứ bộ. Yến ơi, người ta tặng mình một bài hát rồi đó, bây giờ mình có tặng lại người ta cái gì không? Chắc em cũng hát. Rồi, bây giờ hát đi, luôn. Hai người dìu nhau vừa hát vừa khiêu vũ nữa nào. À, anh đỡ chở được không anh? Chạy em qua đây đi. Em tự tin rồi. Rồi, nắm tay nhau dìu vô, ôm vô. Khiêu vũ sao? Dạ không biết khiêu vũ. Thì em hát đi, tự người ta nhiều. Em không biết bạn hát ra cái bạn gì mà để khiêu vũ em hát thử gì? Coi, em hát thử câu coi. Vì ta yêu nhau như cơn sóng vô, quỳnh quanh bao năm không buồn mệt. Rồi ok, ôm vô bắt đầu. Rồi. Quên mất tiêu luôn. Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ. Duyên mình dìu em thơ rất thơ. Và anh nâng yêu em chưa như đoá. Anh chưa em xem qua. Ồ vậy hả anh? Em nhảy tôi kép chứ, sao lại em nhảy tự nhiên. Còn em xem anh như trang ngọc ngà. Là từ gió như mây vàng, mình phiêu du non ngà. Xuống nè. Do trường gian bao la, đứng đâu nơi anh là nhà. Anh khúc này lên cho em đứng được không? À, đứng. Em sai rồi, anh lên nổi. Hai người này vui nè, tự nhiên nè. Dạ, em lên thế hát nha anh. Lâu lắm mới được lên hát. Lên. Tự nhiên em quên mất tiêu. Khiên qua thung lũng. Dạ, 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 em nhớ. Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân, đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu. Em mong lòng mắt anh khô. Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đâu là còn thương. Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi đến nơi của ngày. Ngày gì ta? Tự nhiên quên mất. Hết muộn sầu. Thế muộn sầu. Giờ mới hết nè. Em cảm ơn. Em về ngồi đi. Dạ em về chỗ. Rồi hai người ngồi xuống đi. Em thấy anh cả gia đình cả một cháu thì em nghĩ sao? Hiện tại con anh có ở chung với anh không? Nói chung thì anh hiện giờ là anh còn chăm cho một đứa cháu đi đại học. Thì nếu mà ấy thì lai giấy tờ cho đi nước ngoài với mẹ nó luôn. Còn không thì nó học ở Nha Trang, học ở Sài Gòn cũng được. Tối ngủ mình cũng buồn, mà cái nhà ta đù mới lên ngủ cũng sợ ma. Em cũng sợ ma nữa. Sợ ma thì hai người ngủ chung khỏi sợ. Được, được á, được á. Em tiến tới em có thể nắm tay cô ấy. Bây giờ có thể ôm cái coi nó có mùi gì không? Thử đi nào. Đó. Ôm chặt vào. Thử xem. Hít vô, hít vô. Anh có mùi thơm thơm nhẹ. Được rồi. Đó. Thơm quá nó bị đè sao? Thì anh thì tại đây cũng là cái duyên. Thôi anh em mình bấm nút lên đó mà tìm hiểu thơm cái gì. Chứ anh cũng hiền khô biết nói gì giờ. Em thì cảm xúc của em nói rồi đó, em quý anh. Nhưng mà nếu như để có thể tiến xa hơn thì có lẽ là chúng ta nên bấm nút đi để tìm hiểu bên ngoài thêm. Trời ơi, cái cặp này là gấp dữ lắm rồi. Thôi cho bấm đi. Ok. Trời ơi, cái tướng em ngồi bấm cũng dễ thương thế này. Bà này phải dễ thương thiệt đó chứ. Dễ gây thương nhớ lắm đó.
Nào. Ta bấm nào, 1, 2, 3. Ủa bên kia có bấm vậy? Được rồi đó. Bây giờ chính thức ta đã hẹn hò với nhau rồi đó. Nhà trai tôi rất là hiền nha. Cô đừng có ăn hiếp nhà trai tôi nha. Em cũng hiền lắm, em hiền không à. Hiền thiệt. Hiền thiệt đúng không? Bây giờ là hát bài Merry Christmas. Đúng rồi, bữa nay là đêm Giáng sinh đó. Mình hát đêm nay bài... chúng ta sẽ cùng đi chơi Giáng sinh, cùng tìm hiểu với nhau. Dạ, vậy thì em xin hát bài We Wish You a Merry Christmas. Ok. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings to you, wherever you are. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Để tay lại, để tay lại, để tay lại. Để tay lại, để sát vô. Đó, nhìn, nắm tay nhau, để đó luôn, để đó luôn. Chụp tấm hình lưu niệm luôn. Trời ơi, đẹp quá trời đẹp luôn, thấy chưa? Sao cho anh ngỡ nguyện quá. Cô rồi. Đừng có lắm trò à, dễ sợ. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong sứ mệnh. Đúng rồi, Noel, Giáng sinh mà có những cặp đôi họ cũng cùng đi chơi Giáng sinh mà cùng yêu nhau nữa thì mình hạnh phúc lắm ha. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hẹn gặp lại vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn tập đoàn bất động sản Hưng Lộc Phát. Hưng Lộc Phát kiến tạo giá trị cuộc sống. Và nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, Tinh Thần Thép đã đồng tài trợ cho chương trình. Chúc quý vị một đêm Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Dễ thương, đã nói rồi, nhìn gái là ưa liền. Đúng rồi. Nhà gái không thích điều gì ở đàn ông? Ghét đàn ông nhất là cái tật gì? Dạ, keo kiệt ạ. Keo kiệt. Hiểu có vậy. Khi nào chở mẹ đi chợ rồi cái mẹ dặn đón mà cái quên luôn? Dạ, bỏ mẹ chợ luôn không? Có. Có luôn hả? Gọi điện mày đang đâu vậy? Thì con nói, ủa con ở nhà nữa, mẹ mẹ đâu à? Mày đi chở đi đâu mày hỏi tao? Bắt tay một cái. Dạ. Với lại lúc nãy em có thấy anh để là hay quên á. Khi mà hai đứa tiến tới rồi sẽ có những cái ngày kỷ niệm hay cái gì đó thì anh có quên không? Những ngày kỷ niệm này nọ thì anh nghĩ là chắc không quên. Bởi vì những điều quan trọng thường anh sẽ lưu lại ghi cho một cuốn sổ của mình. Mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình cho nhà trai nghe cái coi nào. Dạ, xin chào chị Ngọc Lan, xin chào chú Quỳnh Linh và xin chào bạn Nam ạ. Em tên là Nguyễn Thị Minh Thúy, nghệ danh là Băng Băng. Năm nay em 22 tuổi và hiện tại đang là sinh viên năm cuối của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật ạ. Nghệ danh Băng Băng hả? Nghệ dạ, danh Băng Băng có đi biểu diễn chưa mà mình có nghệ danh? Dạ, nghệ danh này là từ nhỏ của em tới lớn rồi. Rồi thôi, sơ sơ là vậy đó, giờ tới nhà trai đi. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Huỳnh Thanh Hiệp ạ. Em sinh năm ngày tháng 4, 95. Hiện tại thì hơi rung. Không có được rung quá. Hiện tại thì hơi rung hả? Gái ta mạnh dạng rồi, ta thì thoải mái lên. Hiện tại đang làm gì đây? Dạ, hiện tại thì em đang phụ giúp gia đình nè. Cơ khí. À, cơ khí. Dạ, quê con ở Long An. Sài Gòn á, và Long An kiểu như có xưởng ở dưới. À, tức là xưởng ở đó nhưng mà mình có thể gọi là cung cấp bất kỳ nơi đâu đúng không? Dạ, đúng rồi. Mình đội nón cho nó xì tay chút hay sao? Dạ, không phải. Hiện tại em đội nón là do có một chút xíu vấn đề riêng của em. Thì em cũng chia sẻ luôn là em có bị một chút xíu tay này nhỏ thì hiện tại là em cần phải đội nón. À rồi, dạ. À, đội nón cũng ngầu ha. Cái này chắc mọi người cũng hiểu vì lý do sức khỏe nha. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của nhà gái sao nè? Về điểm mạnh của em thì nấu ăn, biết may đồ và đợt trước thì em có biết chơi bóng chuyền nhưng mà xảy ra một tai nạn là gãy tay nên là em đã nghỉ chơi bóng rồi. Đi chạy xe tai nạn. À, điểm yếu của em là hơi nhút nhát trước đám đông, em sợ người khác mất lòng. Giờ nó đỡ hơn một xíu. Nhà trai sao? Điểm mạnh điểm yếu sao nè? Thì điểm mạnh của em là cũng biết nấu ăn, làm việc nhà, với lại em thích cười lắm, em hay cười nhiều. Hay cười đúng không? Dạ, kiểu như em biết chăm sóc mọi người, cái làm trò vui cho nhà đình vui á. Vậy là tốt rồi.
Có tật xấu gì không? Dạ em bị hay quên với lại hơi hậu đậu một chút xíu. Mẹ dặn là đó cái hay quên, cái em quên cái không làm luôn. Có vậy. Khi nào chở mẹ đi chợ rồi cái mẹ dặn đón mà cái quên luôn, dạ, bỏ có. Mẹ chợ luôn không? Có. Có luôn hả? Gọi điện mày đang đâu vậy? Con nói ủa con ở nhà nữa mẹ, mẹ đâu à? Mày đi chở đi đâu mày hỏi tao. Bắt tay một cái. Dạ. Ừ. Tại vì chị cũng đã từng quên bà vú của chị ở chợ lần rồi. Bà vú hỏi của con đang đâu, con đang nằm nhà nè. Rồi con nhớ con quên gì không? Con đâu quên gì đâu. Cái bà vú bà kêu chứ, mày quên tao ở chợ chứ ở đâu. Đó, một cái vụ án mà chấn động luôn á. Rồi bây giờ mình đi qua bên kia mình hỏi cái tình trường của bạn bên kia như thế nào nha. Em trải qua 3 mối tình. Mối tình 1 thì được 1 năm. Cũng có xảy ra nhiều xích mích với nhau. Tại do là em muốn bạn tốt hơn về ví dụ bạn bỏ hút thuốc và bạn cũng hay đến nhau nữa. Nên là em muốn bạn tốt hơn nhưng mà càng về sau thì bạn lại không làm lại những cái điều đó và là xích mích nhiều. Nói chung là cái mối tình cũng còn trẻ cho nên là hai bạn không ai chịu nhường ai hết. Ba mối tình nhưng mà chưa có mối tình nào sâu sắc lắm. Dạ đúng rồi. Hiệp mấy mối tình Hiệp? Dạ em thì cũng 3 mối tình. 3 mối hả? Dạ. Mối dài nhất là mấy năm Hiệp? Dạ 3 năm. Bạn đó không trân trọng và tôn trọng em. Lúc nào em cũng là người xuống nước và xin lỗi trước hết. Không cần biết là lý do gì. Em kiểu bạn đó không thay đổi, em bảo bạn đó thay đổi, sửa đi. Tại em cũng vì bạn đó em thay đổi. Mà tại sao bạn đó không thay đổi vì em? Rồi, không cùng cái quan điểm mà ha. Dạ. Rồi, bây giờ thì Hiệp muốn người tình của mình như thế nào? Cũng giống như em thì thích cười, vui vẻ, cũng hòa đồng. Em quan trọng ở con tim và cảm xúc mình hơn. Cao thấp gì cũng được đúng không? Dạ. Xấu đẹp gì cũng được đúng không? Nếu mà nói xấu đẹp thì cũng phải ưa nhìn một chút chị ạ. Bên đây nhìn một cái là ưa liền luôn á. Ưa không? Ưa lắm, ưa luôn. Bên đó sao nè, coi nó giống nhà trai không nè. Về ngoại hình thì bạn phải cao hơn em. Còn về tính cách thì bạn phải trưởng thành và biết lắng nghe rồi chia sẻ với người yêu của mình. Rồi mẫu hình, có mẫu hình nào mà bên đó hướng tới không em gái? Dạ thì giống Trấn Thành ạ, à, tại vì em hâm mộ chú. Trấn gì đây? Giống không? Bên kia giống Trấn Thành đúng không? Đây giống á. Đây cũng Trấn Hiệp à. Không giỡn đâu. Để tôi qua tôi coi nhà gái sao. Xin này ha. Dễ thương, đã xin nói hả? Rồi nhìn gái là ưa liền. Đúng rồi. Nhà gái không thích điều gì ở đàn ông? Ghét đàn ông nhất là cái tật gì? Dạ, keo kiệt ạ. Keo kiệt. Hiệp có keo kiệt không Hiệp? Dạ không anh ơi. Không có. Tiêu chí hai bên nghe hết rồi nha. Bây giờ mình hỏi người thân coi sao rồi cái mình cho gặp mặt thôi. Em đi với ai? Dạ em đi một mình thôi ạ. Dạ em cũng đi một mình luôn. Một mình, yên tâm có... Có ông Mai bà mối rồi. Khỏi lo, bây giờ hai đứa gặp nhau đi ha. Mở rào. Nhà gái thông cảm nha, nhà trai có bệnh rồi nè, đồ nó ấm đầu. Dạ em có muốn, anh có muốn quà tặng em? Dạ em cảm ơn. Dạ em cũng có món quà tặng anh là này là sinh nhân hai mặt anh hùng. Em mong anh là cũng sẽ mạnh mẽ như nó để bảo vệ người bình thường. Anh cảm ơn em nhiều. Dạ. Anh đứng đó kia. Mở món quà tặng em gái cái gì đó. Em cứ mở thử đi. Là một cái móc khóa thôi. Thì món quà của anh tặng á là bên trong cái ba lô đó là anh tượng trưng là ba lô của tình yêu. Dạ. Nhưng mà ở trong ba lô nhỏ đó là sẽ có một cái móc khóa nhỏ nữa. Móc khóa đó là tượng trưng cho cái việc mà tình cảm của hai đứa mình á, anh sẽ khóa đàn tình cảm nó lại chỉ giữ riêng và em và anh thôi. Thì và hai đứa sẽ cố gắng để mình bước tiếp một con đường dài hơn và tốt hơn như vậy nữa. Dạ, em cảm ơn ạ. Không biết cảm nhận của em về anh như thế nào? Em khá thích cái giọng nói của anh, nghe rất ấm. Thấy body anh sao? Nó có giống như em tưởng tượng không? Dạ cũng 80%. Cái sở thích của em nó như thế nào á, xem mình cái sở thích của anh và em nó có giống nhau nhiều hay không? Anh thích chơi game không? Có. Dạ em rất thích chơi game. Hai đứa lấy nhau gì chơi game được rồi biết. Tại vì cái ngành của em là em sẽ tiếp xúc rất là nhiều người, trong đó có sẽ những bạn nam, thì không biết là anh có thông cảm chuyện đó không? Không, không sao cả. Quan trọng là khi mình đã có cảm ơn nhau thì em phải tin tưởng em chứ. Anh cũng sẽ có những mối quan hệ, cũng có những bạn, cũng có những cuộc xã giao như nọ thì cũng sẽ có nam và nữ ấy.
thì anh tin ở em thì anh cũng muốn em ở tin ở anh. Với lại lúc nãy em có thấy anh để là hay quên á. Khi mà hai đứa tiến tới rồi sẽ có những cái ngày kỷ niệm hay cái gì đó thì anh có quên không? Những ngày kỷ niệm này nọ thì anh nghĩ là chắc không quên. Bởi vì những điều quan trọng thường anh sẽ lưu lại ghi cho một cuốn sổ của mình. Thật ra vậy nè, mấy cái chuyện mà những cái ngày kỷ niệm á, đối với chị á nha, lỡ mà bạn trai có quên á thì không sao đâu, bạn gái cứ nhắc đi. Không có sao, mấy cái đó nó cũng không có là quá quan trọng để mà chúng ta cứ phải chăm chăm vào cái việc đó để mà bắt lỗi nhau. Có cái mẹo á, mình không nhắc mình nhờ ai nhắc. Đúng rồi. Giả bộ vu vơ đồ viết Facebook đồ là người ta nhớ à. Rồi bây giờ mình thấy bạn gái thì sao? Thì em thì bạn khá là xinh, rất là dễ thương, nói chuyện cũng có duyên nữa. Tại em thích những người con gái có nụ cười đẹp. Đó là điểm nhấn có thể thu hút em. Với lại em thấy bạn cũng khá là cười nhiều. Em thích những bạn cười nhiều nữa. Tại vì khi mình cười nhiều mình sẽ rất là tự tin bản thân của mình. Cũng như em vậy nè. Ở bên đây chị cười cũng nhiều lắm nè. Dạ em thấy chị xinh mà. Được đó Hiệp. Bây giờ Hiệp tới nắm tay bạn gái ha. Rồi nhìn mặt bạn gái rồi hát một câu gì đó, một đoạn nào đó, hay nói những lời yêu thương ngọt ngào nào đó. Cho anh xin phép nắm tay em nha. Dạ. Em ơi lâu đài tình ai đó, sáng trong ánh tinh cầu xa. Cho nên cho dù ngàn năm qua, còn vẫn vương đôi hồn hoa. Hết nổi. Vui mà, vui mà. Bàn tay anh đổ mồ hôi nhiều á. Trời ơi, đổ mồ hôi thì lau mồ hôi đi chứ trời. Chứ có đâu mà nắm cái tay người ta rồi đi ra. Rồi, đây nè, cho mượn cái áo nè. Trời đất ơi. Rồi, xong, nắm vô. Rồi, cảm nhận lại nha, cái vụ mồ hôi mình quên đi. Thì em đang cảm thấy là hơi hồi hộp khi nắm tay bạn đó. Dạ, quan điểm hôn nhân của anh đó thì nó cũng đơn giản thôi. Vui, hiểu, thấu đáo, quan tâm, chia sẻ. Với lại một điều nữa là hiếu thuận với cả hai vậy đó. Tại bởi vì anh thực sự đây anh nghĩ em cũng sẽ rất là hiếu thuận ba mẹ. Anh cũng vậy, anh cũng rất là thương ba mẹ anh. Thì mong sau này anh cũng, nếu mà cả hai có hướng tới một cái gì đó xa hơn á, thì anh mong những cái điều đó nó vẫn sẽ tiếp tục mãi bền vững ở trong cái gia đình nhỏ và cả gia đình lớn của mình. Em ở riêng hay ở chung cũng được. Nếu mà hai đứa về chung một nhà thì quan điểm của em là mong là hai đứa sẽ hiểu nhau hơn, nhường nhịn nhau nhiều hơn và sẽ hiểu cho công việc của mỗi người hơn. Rồi, về chỗ đi, được rồi đó. Bên nhà trai là đứng hình rồi đó. Ha. Riêng nhà gái thì nhà gái rất là thích một cái câu nói của bạn này. Đó là anh rất là thương ba mẹ. Bây giờ hai đứa nhỏ để tay vào nút bấm. Chúng ta sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. Hãy nhắm mắt lại, suy nghĩ thật kỹ và quyết định bằng chính trái tim của mình. 1 2 3 Chúc mừng. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau, hãy nắm tay nhau đi nào. Đó, đẹp đôi mặt đó. Ông vui ra mặt luôn. Em tin là trực giác với con tim mình. Cho nên em nghĩ bạn sẽ bấm. Tự tin như vậy là tốt. Ba mẹ của bạn gái đang theo dõi đó, coi như được cái màn hình đó đó. Mình xin phép hai bác. Dạ, cho con phép, con chào hai bác trước à. Thì đây thì xin phép hai bác có thể cho con quen bạn và con sẽ cố gắng để luôn làm cho bạn nó vui và hạnh phúc, và lúc nào bạn nó cũng sẽ cười hơn là rơi những lòng chụp giật lại. Hay quá. Dạ, mình nói cái gì đi? Thấy an lòng chưa? Bạn gái cũng rất là e thẹn mắc cỡ. Thôi thì hai đứa cố gắng dìu dắt nhau nha, tìm hiểu nhau và thông báo tin vui ngày sớm nhất cho chương trình được biết nha. Hôm nay thì chương trình có thêm một số món quà dành cho hai đứa nè. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm. Hãy giữ lấy tất cả những gì mà chúng ta có trong ngày hôm nay. Chúc các em thật nhiều may mắn và hạnh phúc. Cảm ơn hai bạn. Rồi, chúc mừng hai bạn. Như vậy là chúng ta đã rất là vui khi mà hai nhỏ nó bấm nút hẹn hò nhau, đúng mà mối. Đầu xuôi đuôi lọt. Đúng rồi. Bây giờ thì sao? Bây giờ thì mời tiếp cặp đôi thứ hai ra thôi. Mời quý vị.
Xin chào mọi người, mình tên là Minh Thúy, nghệ danh là Băng Băng, mình sinh năm 99. Cảm xúc của mình đến với chương trình là hôm nay khá là hồi hộp và rất là vui, cũng mong là sẽ gặp được bạn trai ưng ý với mình. Hình mẫu lý tưởng của Băng là mong bạn nam sẽ trưởng thành một xíu và bạn biết lắng nghe, chia sẻ với người yêu của mình. Em thích cười lắm, em hay cười. Hay cười đúng không? Dạ, kiểu như em biết chăm sóc mọi người, làm trò vui cho nhà đình vui á. Băng có chuẩn bị một con gấu bông, đó là hai người siêu anh hùng. Băng mong là bạn nam sẽ có sức mạnh như hai người này để bảo vệ người mình thương. Các bạn ơi, hãy cho mình một cơ hội đến với chương trình, thử sức biết đâu mình tìm được một nửa của mình. Chào mọi người, mình tên là Nguyễn Huỳnh Thanh Điệp, mình sinh ngày 5 tháng 4 năm 95, mình hiện tại ở Sài Gòn nha. Khi mà đến chương trình á thì cảm thấy là vui, kiểu cũng hơi hồi hộp với bồ hồi như chút xíu, không biết là những cái diễn biến sau nó sẽ như thế nào, mình ra sao thôi. Mình cũng mong muốn chương trình là mai cho mình một bạn nữ cảm thấy là khá, cũng có một chút gì đó phù hợp với mình. Nếu mà phù hợp được cái phần trăm càng nhiều thì càng tốt, thì không được thì mình cũng có thể nói chuyện và tìm hiểu thêm cũng được à. Mình thích một bạn nữ vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, kiểu cũng đôi lúc cũng biết suy nghĩ, thích cười chẳng hạn. Hôm nay mình đến chương trình á thì gia đình mình đều quý cả, thì gia đình mình cũng khá là bất ngờ khi mình tham gia chương trình này. Ôi, hôm nay được mời lên chương trình luôn, giữ ta kiểu là cảm xúc vui vậy đó. Hôm nay mình đến tham gia chương trình, mình có tặng một món quà, tuy nó không lớn nhưng mà nó nhỏ nhưng mà nó lại cứ là có ý nghĩa đối với mình và bạn nữ hoặc là những người sau này. Là một cái móc khóa thì món quà của anh tặng á là bên trong cái ba lô đó là anh tượng trưng là ba lô của tình yêu. Dạ. Nhưng mà ở trong ba lô nhỏ đó là sẽ có một cái móc khóa nhỏ nữa. Móc khóa đó là tượng trưng cho cái việc mà tình cảm của hai đứa mình á, anh sẽ khóa đàn tình cảm nó lại, chỉ giữ yên và em và anh thôi. Thì và hai đứa sẽ cố gắng để mình bước tiếp một con đường dài hơn và tốt hơn như vậy nữa. Dạ, nếu hôm nay chương trình có tha mang vào cho mình một bạn nữ không vừa ý lắm thì mình vẫn có thể làm bạn với nhau mà. Mình có thể làm bạn mà có thể nói chuyện tìm hiểu với nhau sau, nếu mà biết đâu sau này cũng có thể thành đôi hay sao. Dạ, quan điểm hôn nhân của anh thì nó cũng đơn giản thôi. Vui, hiểu, thấu đáo, quan tâm, chia sẻ. Với lại một điều nữa là hiếu thuận với cả hai vậy đó. Tại bởi vì anh thực sự đây, anh nghĩ em cũng sẽ rất là hiếu thuận ba mẹ. Anh cũng vậy, anh cũng rất là thương ba mẹ anh. Thì mong sau này anh cũng, nếu mà hai đứa có hướng tới một cái gì đó xa hơn á, thì anh mong những cái điều đó nó vẫn sẽ tiếp tục mãi bền vững ở trong cái gia đình nhỏ và cả gia đình lớn của mình. Chúc mừng. Lý do mình đồng ý bấm nút với bạn nam là bạn có giọng nói khá là ấm. Mình tin là bạn sẽ là một người ấm áp, bạn yêu thương gia đình. Em nghĩ là bạn yêu gia đình thì chắc bạn sẽ yêu người yêu của mình sẽ như vậy. Thì anh mong những cái điều đó nó vẫn sẽ tiếp tục mãi bền vững ở trong cái gia đình nhỏ và cả. Ở bạn nữ có những điểm là khiến em cảm thấy là bạn khá là nhẹ nhàng và dịu dàng trong cái việc cách nói chuyện. Với lại bạn cũng khá là duyên, rất là xinh. Đó là kiểu cảm xúc của em khi mà nói chuyện và đứng gần bạn á, thì em cảm thấy rất là hồi hộp, với nó hơi gấu chút xíu. Bàn tay anh đổ mồ hôi nhiều á. Trời ơi, đổ mồ hôi thì lau mồ hôi đi chứ trời. Chứ có đâu mà nắm cái tay người ta được đi ra. Rồi, đây nè, cho mượn cái áo nè. Trời đất ơi. Rồi, xong, cắm vô. Rồi, cảm nhận lại nha, cái vụ mồ hôi mình quên đi. Thì anh cũng có dự định suy nghĩ rồi, nhưng mà anh muốn kiểu anh và em trao đổi hơn thêm một chút để biết được, rồi sau đó mình sẽ giao được một cái cuộc hẹn để cho hai đứa nó sắp xếp được cái thời gian và công việc hay gì đó ổn định hơn, để mình gặp nhau trong một cái hoàn cảnh là thoải mái hơn. Mình có thể sắp xếp một ngày nào đó mình có thể đi uống nước, uống trà sữa gì đó, mình có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn. Hiện tại thì sức khỏe và tay của em nó đã ổn hơn chưa? Tay em bị gãy tay phải, cổ tay á, nhưng mà cũng khá là, cũng cách đây 2-3 năm rồi, nên là giờ nó cũng bình phục rồi. Nhưng mà nếu mà làm việc nặng gì quá thì nó sẽ đau lại thôi. Vậy thì em cố gắng giữ sức khỏe với lại giữ cái cổ tay của mình được tốt, và đừng có bị vận động nặng. Thì anh nghĩ nếu mà những người mà đã từng bị chấn thương á, sẽ dễ bị tái lại lắm, thì em cố gắng giữ những làm đừng nhận việc nặng quá, có thể nhờ ai đó hay gì đó.
hỗ trợ cho mình cũng được. Anh có thể cho em biết anh bị tai nạn gì không ạ? Thực ra thì anh bị tai nạn cũng khá là nặng. Anh bị ở phần đầu, anh bị chấn thương sọ não. Do anh đi làm về và anh bị xe quẹt, người ta tông, người ta quẹt anh xong ta chạy luôn. Hiện tại thì anh cũng ổn rồi, cũng đỡ hơn nhiều nhưng mà vẫn chưa hoàn thiện hết. Chứ không sao đâu, anh nghĩ là cũng không sao, để một thời gian nữa thì mình mới biết được, tại vì hiện tại anh thấy sức khỏe anh đang tốt và đang hồi phục ổn á. Cho anh xin phép nắm tay nha. Dạ. Trời cũng ngon trai, ôi chúng ơi, tá ơi, ngon lành vậy mình sao mà ế được trời. Ông chưa yêu lần nào mà ông kinh nghiệm ghê ông ơi. Đó, giờ mạnh mẽ đó, đúng rồi đó Dương. Số đo vòng 1 từ khoảng từ 85 đến 90. Trời ơi. Thật thử à. Tôi thấy là hơn tôi đó, mà tôi không biết là có được 90 hay không thì tôi không biết. Anh ơi, lỡ hàng giả độn đi sao anh? Kệ, có đo còn hơn không. Đem cái thước em đó. Đem, đi kiếm vợ đem cái thước theo đo thiệt hả? Sợ hả? Đứng lên. Đo mà trước bao nhiêu. Tôi không đủ tiêu chuẩn. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Em xin được chào MC Quỳnh Linh. Chào em. Dạ, em xin được chào MC Ngọc Lan. Xin được chào bạn nữ bên kia. Em xin được tự giới thiệu. Em tên là Phạm Ngọc Dương, năm nay em 30 tuổi. Em đến từ Lâm Đồng. Hiện em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên kỹ thuật. Mời nhà gái. Dạ, xin chào chú Quỳnh Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Em tên là Phạm Thị Xuân Thùy. Em sinh năm 1993. Tại Đà Lạt. Dạ, công việc hiện tại thì em đang làm giáo viên tự do. Sinh sống và làm việc tại Đà Lạt. Nhưng mà cụ thể là em ở đâu Dương? Dạ, em ở thành phố Hậu Lộc. Từ nhà em lên thành phố Đà Lạt là 110 km. Rồi, vậy là khỏe rồi. Có lẽ là hợp lý rồi đó. Hai bạn là cùng chung tỉnh Lâm Đồng rồi đó. Điểm mạnh, điểm yếu của Dương là gì? Dạ, về điểm mạnh của em thì em được mọi người nhận xét là em vui vẻ hòa đồng. Em hiền lành, chất phác. Em không biết hút thuốc. Khá là siêng năng, chăm chỉ trong công việc. Rượu bia thì em có uống nhưng mà ít thôi ạ. Em chỉ uống được rất ít. Có điểm yếu gì không Dương? Dạ, điểm yếu em có. Dạ, đó là em hơi nhát gái. Gặp bạn gái mà không biết bắt đầu từ đâu, không biết nói cái gì. Rồi, hôm nay anh sẽ bắt đầu cho nha. Dạ. Vậy tính ra là ở bên đó hoàn hảo quá trời luôn á. Không có một cái điểm yếu nào hết trơn á. Nhát gái nó không phải là điểm yếu đâu. Đôi khi đó là điểm mạnh đó. Rồi bây giờ chúng ta hãy nghe điểm mạnh, điểm yếu của nhà gái nè. Điểm mạnh của em á, là em vui vẻ. Và em cũng muốn mang năng lượng tích cực tới cho mọi người nữa. Biết nấu ăn, thích chăm sóc gia đình của mình. Còn điểm yếu thì em hơi cầu toàn, cũng hơi khó tính chút. Cái gì nó phải gọi là đâu ra đó. Dạ em cũng có chút hơi cầu toàn. Vậy hai người ở nhau được đó. Hai người cầu toàn hết được, không sao. Rồi tình duyên nhà gái sao nè? Dạ em trải qua một mối tình rồi ạ. Kéo dài bao lâu? Dạ kéo dài hơn 2 năm. Lúc yêu thì dĩ nhiên là rất là mặn nồng rồi. Nhưng mà tới một cái thời điểm nào đó em cảm thấy nó không còn được như vậy nữa. Nó hết mặn nữa rồi thôi chia tay. Mình không cảm thấy cái sự quan tâm của bạn ấy dành cho mình nữa. Trong tình yêu thì em nghĩ là mình nên chung thủy. Mình phải biết quan tâm, chăm sóc cái người bạn của mình. Em chủ động chia tay luôn. Dạ đúng rồi. Cái chăm sóc, quan tâm là nó quan trọng lắm nha em trai. Dạ, quan điểm của bạn cũng giống quan điểm của em. Rồi, vậy còn đường tình duyên bên kia? Dạ, về tình trường của em thì em chưa có mối tình chính thức nào. Yêu đơn phương không? Dạ có. Dạ, hồi cấp 3 thì đi học em có yêu đơn phương một bạn nữ trong lớp. Thì em có tỏ tình với bạn nhưng mà bạn chỉ nói với em là tôi chỉ xem cậu là bạn thôi. Bên đây là chưa có mối tình vắt vai luôn nha. Để đi qua coi dung nhan sao mà ế tới giờ đi nè. Chào chị Ngọc Lan. Dạ. Trời cũng ngon trai, chúng ta ngon lành vậy mình sao mà ế được trời. Sao hiện tại mình cầu toàn quá nên mình không có bạn gái hay sao? Dạ, trước kia thì em tự nhìn thấy mình là cũng kén chọn. Giờ bớt kén chọn dạ, chưa? Giờ em bớt nhiều lắm rồi. Giờ bớt nhiều lắm hả? Giờ bớt đi đặng có bạn gái gì người ta. Dạ. Cái gì mà cười hoài vậy? Bực bực chứ.
Làm gì ta gì trả giá như vậy? Là con trai tân mà làm gì trả giá như vậy? Đúng không? Mình chưa quen ai hết, rồi sao có kinh nghiệm cua gái đây? Mình cứ mạnh dạn tự tin, chân thành lên là được. Vậy chút nữa mình mở cái rào ra là mình mạnh dạn, mình thể hiện, mình tỏ tình với người ta nghe không? Dạ. Hồi đó em tỏ tình sao Dương? Em nói cái mối tình mà em yêu đơn phương, em tỏ tình sao mà người ta từ chối vậy? Tớ thích cậu, là bạn gái của tớ nhé. Cọc lóc vậy thôi hả? Cậu là không được rồi. Anh thích em. Đúng rồi. Dạ. Tôi thích cậu. Cái hồi đó là em là học sinh cấp 3, em không có nhiều kinh nghiệm, em cũng không biết nên... Vậy chút nữa mở cái rào ra là nói liền, anh thích em. Dạ. Qua tôi coi nhà gái coi sao nha. Chào chú. Giỡn hoài. Cô giáo dễ thương, cô giáo dễ thương ha. Có má lớn đồng tiền đó nha. Cô giáo không thích điều gì đàn ông? Con không thích đầu tiên là bất hiếu. Cái đó không ai thích hết trơn á. Dạ đúng rồi. Cái thứ hai là bạn nam không có một cái lý tưởng sống nào hết. Dạ có. Không chung thủy. Em thì em có tư tưởng chung thủy lắm. Rồi còn không thích gì nữa không? Hút thuốc. Em ơi anh không biết hút thuốc. Dạ. Diễn tả coi một mẫu hình lý tưởng coi giống chàng ca bên kia không? Ngoại hình á. Ừ. Thì mong muốn là kiếm được một người bạn cao hơn mình một tí. Cao hơn, cao hơn. Dạ rồi mặt thì phải phúc hậu. Thì to phúc tròn, phúc hậu. Vai đồ thì có thể đô một chút cũng được. Tại vì con thích ôm lắm. Bên đây là hơi vạm vỡ luôn nha. Phải giỡn nè. Đó là về bề ngoài thì con nghĩ là cái bề ngoài nó chỉ chiếm 20-30% thôi. Tại vì cái đó là ông trời ông cho nữa. Cái mà con đánh giá cao nhất á, nó là về cái tính cách. Tôi thấy đàn trai tôi đáp ứng hết rồi đó. Rồi bây giờ thì hình mẫu của nhà trai như thế nào, nói để bên đây người ta coi làm sao. Nói cho bà mối bà biết đi. Em hình mẫu bạn gái lý tưởng của em là đầu tiên là về ngoại hình thì 1m55 đến 1m65. Ngon. Anh ơi em 1m50 được không anh? Được em ơi. Dáng mi nhon thon thả. Có mi nhon. Da trắng, tóc dài. Có luôn. Đó là em thích bạn gái có số đo vòng 1 từ khoảng 85 đến 90. Trời ơi. Này cũng biết. Rồi Ngọc Lan kiểm tra. Dạ dạ. Cái này phải nhìn ngó ngó kỹ kỹ chút. Tôi tôi thấy là hơn tôi đó, mà tôi không biết là có được 90 hay không thì tôi không biết. Có đem thước theo không? Dạ, dạ, có. Có đem thước không? Anh ơi, lỡ có, lỡ hàng giả độn đi sao anh? Kệ, có đo còn hơn không? Đem cái thước em đó. Đi kiếm vợ đem cái thước theo đo thiệt hả? Sợ hả? Đứng đây đo mà trước bao nhiêu? Tôi không đủ tiêu chuẩn. Đo đây thử coi. Ủa sao đo bằng tay, có thước mà đo. Đây là đủ 90 nè, đủ tiêu chuẩn của em nè. Dạ nhưng mà em thích con gái. Thật ra là người ta thật thà thôi. Từ xưa chưa bao giờ yêu hết trơn á. Có sao nói vậy người ơi, cũng thông cảm nha. Cái này đúng là thật thà đó em. Có sao nói vậy chứ nếu mà người ta giấu rồi cái mai mốt rồi tìm hiểu nhau, quen nhau rồi tới lúc đó người ta mới nói ra thì cũng còn mệt nữa. Còn tiêu chuẩn gì nữa không? Về tính cách thì em thích một người yêu lý tưởng là hiền lành, đạo đức, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, siêng năng, chăm chỉ chịu khó. Cô giáo này rất là hiền luôn, gương mặt rất là phúc hậu. Có người ta chân thật như vậy đó. Và mối cũng thông cảm nha. Nhà gái đi với ai? Dạ con đi với bác. Bác hả? Chết cô bác hả? Dạ con chào bác. Bác thông cảm nha, tuổi trẻ giờ nó cũng hơi hiện đại quá ha bác ha. Bác thấy là cái cậu này cũng được hả con? Hiền không? Hiền quá. Nói chuyện cũng thiệt thà đó, dễ thương. Nó thiệt tình luôn á. Thiệt tình, thấy là nói chuyện gì là biết, đem thức dây là biết rồi đó. Có ai mà chọn vợ mà đi đem thức dây theo không? Đúng rồi. Vậy là bác bỏ qua cái vụ đó ha bác ha. Không thôi là không chịu rồi đó. Dạ. Chứng tỏ rằng cậu này rất là thiệt tình. Thiệt đến mức có thể, thành ra không có giấu chuyện gì hết trơn á. Đúng rồi. Thì hay nhũng nhẽo lắm nha. Con phải dỗ cho thầy này chứ thầy hay nhũng nhẽo lắm đó. Dạ. Cảm ơn bác. Thằng Dương đi với ai Dương? Dạ hôm nay em đi với em trai em mà. Chào em trai. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Dưới đây thấy chị thì rất là xinh.
hiền, phúc hậu, và em không biết nói gì hơn, thấy anh chị rất là hợp nhau. Và hy vọng hai anh chị có thể có một cái duyên để tìm hiểu nhau. Em có gia đình chưa? Dạ em có rồi ạ. Rồi giờ mẹ, em ở chung với mẹ ha, ở đâu? Dạ em ở nhà ở Thủ Đức ạ. Dạ. Nữa lấy vợ rồi ai về chăm sóc mẹ, có phân công chưa? Dạ, dạ không, dạ bọn em thì như em thì em có kế hoạch là khoảng 2 đến 3 năm nữa thì em sẽ về quê. Em muốn ở với mẹ, chăm sóc mẹ. Còn anh Dương thì em không biết. Rồi, vậy là coi mốt chăm sóc mẹ đó. Thì em cũng muốn là về chăm sóc mẹ. Bởi vì để mẹ ở nhà mình như vậy thì thực sự là không nỡ. Mẹ nhiêu tuổi rồi? Dạ, mẹ em năm nay cũng 60. Mẹ đang ở với ai ngoài đó? Dạ, mẹ đang ở nhà một mình. Rồi, thấy thương mẹ không? Vậy phải tranh thủ một trong hai bạn bạc với nhau vợ với mẹ nha. Cảm ơn em. Bây giờ hai bạn sẽ gặp nhau nha. Dạ. Mở rào. Wow, chào em. Dạ, chào anh. Anh có món quà tặng em? Dạ, em cảm ơn. Ngoài em ra... cũng có món quà anh tặng anh ạ. Wow, em cũng thích đọc sách. Dạ, em rất thích. Dạ, hôm nay cũng thật là trùng hợp và anh cũng chuẩn bị một quyển sách để tặng em. Dạ. Thú đáo quá ha. Thật dạ, là quà anh tặng em, hy vọng là em sẽ thích. Anh tặng dạ. em món quà. Với anh thì anh rất là thích đọc sách. Thì sách vừa là bạn vừa là thầy. Trong đó có nhiều tri thức tốt, hy vọng là em sẽ thích. Dạ, em cảm ơn. Dạ, chào anh. Dạ. Em ơi, em thấy anh thế nào? Dạ, em thấy anh cũng hiền. Về tính cách này kia thì em nghĩ là phải có thời gian để tìm hiểu thì mình mới đánh giá một con người chính xác hơn. Đúng rồi em. Dạ. Rồi anh thì anh thấy em là anh cũng ưng rồi. Tại vậy còn không ưng nữa thôi. Dạ. Anh thấy em cũng hiền lành, cũng giọng nói rất là dịu dàng, ngọt ngào dễ nghe. Dạ, em cảm ơn. Nếu mà hai đứa mình hẹn hò với nhau thì em muốn là một tuần gặp nhau mấy lần? Chủ động sắp xếp thời gian thôi anh. Thì vì em ở Đà Lạt á, nên là công việc này kia thì em cũng đang ổn định trên đó. Không, về cái chuyện khoảng cách thì anh không ngại gì cả. Anh cũng có thể là anh về quê để là làm việc rồi để cho gần em để tiện cho việc hẹn hò. Đó. Vậy đó là hết ế đó. Dạ. Hoặc là anh cũng có thể lên Đà Lạt làm việc để gần em hơn. Tiện chăm sóc mẹ luôn. Dạ, cũng đúng tiện đó. Cho chăm sóc mẹ nữa bởi vì theo em thì nhất cụ ly nhì tốc độ. Đó. Đúng. Tối kinh nghiệm rồi đó. Ông chưa yêu lần nào mà ông kinh nghiệm ghê ông ơi. Đó, giờ mạnh mẽ đó. Đúng rồi đó Dương. Thì em chỉ mong là những gì anh nói ngày hôm nay đã phát sóng trên truyền hình rồi thì nó là giống như là cái bằng chứng vậy đó. Đúng rồi, mai mốt mà làm trật một cái là mở cái chương trình này lại cho coi. Dạ đúng. Đó. Em ơi, khi mà mình hẹn hò thì khoảng bao lâu em có thể tiến tới hôn nhân kết hôn? Khi nào mà anh cầu hôn em đi để em sẽ hay kết hôn. Trời hay luôn. Rồi bây giờ hai bạn tiến tới rồi cho nhau một cái cảm xúc nó gần hơn. Lên đây, lên đây. Đó, nắm tay bạn nha. Thục lui lui hai bước Dương. Lui hai bước lại Dương. Cho chính giữa sân khấu đẹp nè. Đó, đúng rồi. Rồi. Đó, đọc thơ rồi ca hát gì đó. Cái gì cảm xúc ngày xưa mình yếu á thì bây giờ mình làm. Đến với cái chương trình này á thì anh cũng có chuẩn bị sẵn bài hát để anh tặng em. Yeah. Thì bây giờ với cả một bài thơ để tặng em nữa. Thì em không biết là em thích nghe hát trước hay là nghe thơ trước? Dạ, hát trước. Rồi anh sẽ hát. Em như cơn gió thu bay bay nhẹ nhẹ, đưa anh đi tìm văn thơ. Qua công viên lá rơi trên con đường về, bỗng nghe lòng đáng ước mơ. Mơ yêu em thiết tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Yeah. Em, anh muốn yêu em dài lâu. Yeah. Em, anh muốn yêu em đậm sâu. Yeah. Yêu em cho đến thì ong thôi là mật, đến khi loài chim quên lối bay. Anh muốn được cùng em về miền biên vắng. Mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng. Dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu em mãi. Sẽ nói những lời yêu thương anh đã từ lâu giữ giữ trong lòng. Yeah, yeah, hay quá. Một liên khúc luôn. Còn bây giờ là bài thơ của anh. Em ơi có phải duyên mình đến? Cứ ngỡ yêu em từ thuở nào, bấm nút liền đi mình hẹn hò. Sang năm đám cưới khỏi hôn nao. Dạ em cảm ơn. The Great Wave. Toshiba. Huy Dương, chuẩn bị.
Đó. 1 Trời. 2 3 Anh trai tôi là quyết liệt vô cùng. Chúc mừng. Nắm tay nhau đi. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau rồi. À, bây giờ cảm giác sao vừa? Dạ em cảm thấy thoát ế rồi đó. Tự tin lắm á. Thật ra chàng trai này dễ thương vô cùng luôn á. Cảm xúc mình sao? Dạ, bây giờ thì em cũng thấy khá là vui. Dễ thương quá à? Dạ, quá là dễ thương cặp luôn. Cặp đầu rất là dễ thương luôn. À, chúng ta cùng nhau chúc cho cặp đôi đó họ sẽ sớm tìm hiểu nhau và sớm sẽ về chung một nhà. Đúng rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn nhãn hàng Toshiba Việt Nam, Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã tài trợ thực hiện chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17 giờ 50 phút thứ bảy và 22 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Và bây giờ thì Quyền Linh và Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt.